Xin chào. Chị làm gì không chiếm kìa? Xin luôn. Đấy. Xe dương vũ chiến đấy nhá. Dạ phim xe gầy. Xe đấy chỉ đi chậm chó thôi. Xe đấy chỉ chậm chó. Ô 40 này. Ô 40 mỗi lần kẹp đi phải nát hết. Vội thế cứ thích buông lời chế đùa. Tối nay ăn món gì nhỉ? Có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5 người. 5 người Thảo nữa. Ăn món gì? Chả thấy nó đâu, biết nó đi đâu. Còn lâu cơ, còn móng làm cả móng tay cả móng chân. Đi làm móng, nó làm gì ăn, có bao giờ nó ăn. Thế 4 người ăn món gì? Trời, thiết trình món đi. Đóng. Con này bảo lòng lợn xào dưa này. Ê, anh em ơi, thiết trình món. Món gì nhỉ? À, móng xá dơ nhé. Món gì không chưa? Mấy chiếc ngủ nhà 4 người, 5 người. Không có gạo đâu, không có gạo ấy. Ừ. Một ít thôi. Nghe, nghe. Mua mua một tủ, ừ, một ít thôi nhỉ. Ừ. Nghe thì luộc chấm, này nghe thì luộc chấm vẫn ngon nhỉ. Nhưng mà má phải nấu cơm cả ngày nữa mà. Một món nữa thôi. Hả? Má phải nấu cơm cả ngày nữa mà. Bởi vì từ ngày kia đủ đi làm đội bọn mình nhớ ở nhà nữa, đéo ở đấy trên này mình về luôn dưới kia. Ở trên này đéo gì. Thế nào bình thường chỉ mẹ mai cắt tóc chỉnh chu lại. Em ơi, lấy bóng số lá đi em. Đường này mày láo thật mình. Mày biết tô cô đào? Mày biết coi tô cô đào? Biết. À. Hôm nay em cưới này. Anh yêu. Ra kia tao làm việc. Mình nhỉ. Ôi, cái chửi mày vào đống luôn. Mẹ mày 5 người sợ đéo gì.
Nguyễn Tiến Tuấn thôi, đừng khỉ. Bọn mày chỉ cho quay cái sóc lọ thôi. Rong sao dưa không ăn được cơm. Ăn trứng Pikachu. Chả biết ăn gì là thịt gà thôi. Thịt gà đéo ngon. Không ngon thì ăn cái rồi. Đúng quay là sốc thôi mà. Là sốc ngon. Con Trọng quay video quay nốt cho xong. Ăn cả bò trứng sò ngày cứu em. Con Trọng quay đôi video cho xong ấy. Trứng sò ngày cứu với thịt luộc. Thịt luộc vừa không có quay xong. Chúng ta chả còn cái gì để quay nữa. Chỉ có quay lại thôi. Qua chân giò mà hôm nay là mua ba chỉ. Mà phải mua cả ớt nha. Ớt nhà đời. Có trứng này với là trứng xào thịt. Sao ngày kiếm trứng với thịt luộc. Mua ít trứng mua 4 quả thôi. Mua 40.000 tiền thịt thôi. 50.000 tiền thịt, 40.000 tiền thịt. 50.000. 50.000 tiền thịt. Trứng mua 3 hoặc 4 quả là đủ. Mua rau thì xào. Bắp cải xào. Rau nấu thôi, cải xào gì nữa. Nấu thế thì nấu mãi. Nấu rau ngót. Đây, bây giờ nha. Nấu rau ngót nha. Bắp cải xào. Không. Bắp cải xào thì xào nấu 3 món luôn. Cho xong luôn. Bắp cải xào, rau, bắp cải xào một quả bé, bắp cải xào thôi. Đấy. Thế không có nước canh à? Nước canh rau ngót. Không ngót thế ăn gì? Ăn thịt. Ăn mỗi thịt à? Thịt trứng, có cái sao? Là ba món luôn. Ừ. Rồi đi mua đi. Đố luôn, hay đi đi cái thiện này nữa. Phải làm chưa? À, bắt con chim, bắt con chim thôi. Bắt con chim, Doraemon. Anh ơi đi bộ về nhá, em đi chờ ơi. Có tiếng đi bộ về. Đây vòng lên theo đây đi nhanh. Cho ở nhà hết. Đi bộ gần về được mà. Có hai đứa đi bộ không mà đi. Thì mẹ mới thí sinh không chịu không nghĩ là cái gì để quay à? Đéo đi bộ. Anh đéo phải được khỉ. Thank you.
150.